Rồi em xin chào cả nhà. Cả nhà đi chơi về chưa? Mai là bắt đầu là lại một ngày làm việc mới rồi. Chúc toàn thể gia đình mình một sau một thời gian nghỉ ngơi thì lại tiếp tục công việc thật là tốt nhé cả nhà nhá. Đổi mới thì hôm nay lại quay cái đầu tiên. Nó là hoa đu đủ đực. Thôi thần dược cả nhà nhá. Thần dược nó quá nhiều tác dụng và một một cái hũ như này là ngâm với 1 lít mật ong về hoa đu đủ đực tươi nhé cả nhà nhá. Cái này buổi sáng ngâm được 1 tháng thì mọi người uống cho em. Toàn thể cô chú anh chị em là nên có một cái bình như này để dùng cho toàn thể gia đình nhá. Ngăn ngừa phòng chống điều trị bệnh ung thư, quá nhiều bệnh, quá nhiều cái tác dụng của hoa đu đủ đực ngâm với mật ong rừng nhé cả nhà nhá. Ngâm được 1 tháng thì mọi người uống cho em hộ em cái nhá. Cả nhà bác nào muốn sức khỏe tốt này, tuổi thọ cao rồi thì thôi cố gắng tìm hiểu những cái dược liệu, những cái dược liệu tự nhiên của trên rừng để mọi người mua về mọi người dùng uống nhé cả nhà nhé. Không bằng gì bằng sức khỏe cả nhà. Rất mong là cô chú toàn thể gia đình mình xem thì ủng hộ em và giới thiệu những cái sản phẩm cho tự tay em làm. Tự tay là những cái sản vật của thiên nhiên thì chúng em ngâm lên như này để em bán cho mọi người uống cho nó tốt cho sức khỏe nhá. Hoa đu đủ đực ngâm với mật ong rừng đực tươi nhé cả nhà nhá, là 400 600 nghìn một cái hũ như này cả nhà nhá, 600 nghìn một cái hũ như này. Còn đây hoa đu đủ đực khô là 300 nghìn nhé cả nhà nhá. Còn đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa đây là 300 nghìn một cái hũ như này cả nhà nhá. Đấy, toàn bộ là những cái sản phẩm liên quan đến sức khỏe toàn thể cô chú, toàn thể gia đình. Rất mong là mọi người xem và mọi người nhớ like cho em với nhá, nhớ like cho em. Hôm nay thì cũng rất nhiều hàng lan rừng. Mọi người nhớ là xem hết video và ủng hộ em nhé. Rồi em mời mọi người qua đến dòng lan rừng nhá. Nó thật ra đây như này này. Cái này là cái hũ của nấm đông trùng hạ thảo. Em bán em cứ tách ra như này em bán cho nhỏ nhẹ. Ví dụ một cái hũ như này nguyên nguyên đai nguyên kiện đây nó rơi vào 1,5 triệu, nhiều bác là không có điều kiện để dùng hết cả một hũ này thì em tách ra như này. Hoa nấm đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa này là 300 nghìn một hũ này thì em lấy cái hũ này để em lại ngâm mật ong rừng như này. Mật ong với hoa đu đủ 600 nghìn một hũ nhé cả nhà nhé. Còn hoa đu đủ đực khô này 300 nghìn nhé cả nhà nhá. Rồi em mời mọi người qua đến những cái dòng lan rừng nhá. Hôm qua quay được cái quay cái loại này lên hôm qua tính ra hôm qua phải bán được tầm tính ra xem nào 5 6 người lấy mỗi người lấy tầm 5 cân nó rơi vào tầm hơn 30 cân đấy cả nhà. Hôm qua bán được hơn 30 cân đấy. Tại vì bản chất này ví dụ mọi người mà mua mua ngâm cái bình lít tầm 7 8 lít thì mọi người mua tầm 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 5 năm năm cân cái nho rừng cả nhà nhá, uống thích lắm. Nói chung là chuẩn bị đến Tết rồi mọi người, mà bây giờ mà mua ấy, mua tầm này mọi người chỉ cần mua về ngâm rượu cho em đến Tết uống cực cự là tiếp khách mới mới gọi là tuyệt vời cả nhà nhá. Thì em vẫn bán là 60 nghìn một cân. Nếu mà em mà ngắt này em ngắt em sau bắt đầu là như mùa nóng này thì bây giờ em ngắt ra em cho vào hũ như này và em ủ ủ ủ bằng 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 đường cho mọi người thì nó không bị hỏng, thì về mọi người có thể vừa ngâm rượu được, vừa ngâm rượu thì đổ cái nước đường ra xong bắt đầu ngâm rượu, không lấy cái nước đấy để làm uống nước siro nhé, không thì ngâm đường tiếp theo thì mọi người về cho thêm đường vào cứ thế là ngâm cả nhà nhé. Ví dụ một hũ như này là 100 nghìn đấy, em ngắt những cái thứ về cứ thế là dùng luôn cả nhà nhé. Còn cái hũ to như này là 250 nghìn, 250 nghìn cả nhà nhé. Còn cứ là 60 nghìn một cân, ví dụ như là chưa ngắt tiếc gì vẫn còn còn nguyên cuống ngoài nguyên quả, nó là nho rừng, uống một lần thử xem cả nhà nhá, uống một lần thử hay lắm, thích lắm. Hôm qua được nhiều người ủng hộ, cảm ơn, rất cảm ơn mọi người nhá. Rồi đến dòng lan rừng rẽ thanh đạm xưa, nói chung là bán cho mọi người thì những cái giò này mọi người nhớ là ghép đơn cho em nhá, nhớ ghép đơn này nụ này. Thanh đạm xưa hoa nó mùi thơm lắm, hoa mùi thơm, nó rất nhiều nụ, nó rất nhiều nụ nha, nó rất nhiều nụ thanh đạm sữa nha. Của dân thuần thanh đạm sữa hình số 4, hình số 4 thanh đạm sữa 100 nghìn, 100 nghìn cả nhà nha. Thanh đạm sữa cái này là nó ăn nắng nha, ăn nắng ăn gió thì nó vàng lá chứ không phải là nó bị cây nụ nhá. Có nụ, có nụ, có nụ cả nhà nha, rất nhiều nụ đấy. Thằng này 2 3 nụ ấy, nhiều nụ. Thanh đạm sữa hoa thơm trắng tinh,
Hình số 5 cũng 100.000, hình số 5 100.000 thanh đạm sữa cả nhà nhá. Dân thuần. Đấy, đến cái mùa này thì đa số là em lấy được của dân các bác dân nhé. Đây, ví dụ người ta trồng đây, ui trồng mầm tơ lên này, em không phải nó phết là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. 6 cái mầm tơ và những cái mầm này nó vẫn làm mầm tơ này, năm sau ra hoa này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 13, 14. Riêng một cái giò nhỏ nhỏ này rơi vào tổng cộng nó rơi 14 mầm tơ cho năm sau, có nghĩa 14 ngồng hoa năm sau nha. Đó là long nhãn, hoàng thảo long nhãn, hình số 27, hình số 27 105.000, hình số 27 105.000. Hoàng thảo long nhãn hoa thì nó đẹp lắm, vàng. Và nó cho hoa, đang cho hoa ở cái thời vụ như thế này. Nếu mà cây nào mà nó ra hoa, nó bắt đầu ra hoa vụ này cả nhà nhá. Cây này cũng thế. Bao nhiêu mầm tơ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ôi hơn 20 mầm tơ chưa? Hơn 20 mầm tơ các nhà nha, cả nhà nhá. Hình số 31 108.000 mà riêng cái chậu này 50.000 giá thể nữa, các thứ nữa thì nó rơi vào tầm 70-80.000 nguyên giá thể mới trồng mà bao nhiêu năm nay. Mọi người đã thấy rẻ chưa? 180.000 hơn 20 mầm tơ. Hình số 31 108.000 hoàng thảo long nhãn. Em mời mọi người ngắm mặt bông hoàng thảo long nhãn này đẹp lắm. Mặt bông cái thằng này nó thế cơ mà. Nó là hoàng thảo long nhãn nhé cả nhà nhá. Cho hoa tầm là bây giờ là tháng 6 đấy. Đầu tháng 6 bắt đầu cho hoa. Tiếp tục thì anh bó kia. Hôm nay có loại này cũng lại rơi rẻ này. Hôm nay mới mua được. À, về trồng nhá, cách trồng như là nguyên một bó này, về trồng được tầm, nếu trồng nhỏ thì nó rơi vào tầm 7-8 chậu, nếu trồng vừa vừa thì nó rơi vào tầm 4-5 chậu như cả nhà nhá. Nó là hài vệ nữ, hài vệ nữ thì cái này về mọi người trộn với đất này, với vỏ thông vụn này, với dớn vụn này, nói chung là trộn tỷ lệ, cứ tỷ lệ một mùa, hai vỏ thông vụn và một đất thì mọi người kiếm cái đất xốp nhé, trộn với phân trâu phân bò các loại phân mình trộn đều lên, xong bắt đầu là trồng thằng này là lên, ở đâu nó cũng lên nhé. Hài vệ nữ cứ một bó như thế này là mọi người biết hôm nay em bán cho mọi người bao nhiêu không? 100.000 một bó hài vệ nữ. Em mời mọi người ngắm mặt bông đã, sau là mọi tính tiếp nhé cả nhà nhá. Hài vệ nữ cũng 100.000, trồng được tầm 5-6 chậu, 7-8 chậu, nó là tùy thuộc mọi người trồng nhé cả nhà nhá. Ở đâu cũng sống, ở đâu cũng ra hoa và ở đâu cũng thích hợp, và quan trọng là mọi người tưới ít thôi cả nhà nhá. Trời ơi, 100.000 đấy cả nhà nhá. Về trồng 5-6 7 chậu, 7-8 chậu là tùy thuộc mọi người, và mặt bông nó như thế này. Nó như thế này cả nhà nhá, cho hoa rơi vào tầm tháng 5 nhé cả nhà nhá, cuối tháng 4 đầu tháng 5 nhé cả nhà nhá. Tuyệt vời, hài vệ nữ cả nhà nhá, độc lạ dị và chơi hoa đâu đó dư vào tầm 2 tháng luôn cả nhà nhá. Tiếp tục, sơn thủy tiên Lai Châu thì đang limit mầm tơ cả nhà nhá, loại này vút vạ vật cũng sống nhá cả nhà nhá. Sơn thủy tiên Lai Châu hình số 24 200.000, hình số 24 200.000 sơn thủy tiên Lai Châu. Đấy, hôm nay hay lắm. Hôm nay rẻ lắm, hôm nay tuyệt vời lắm. Hình số 23 sơn thủy tiên Lai Châu 230.000, hình số 23 230.000 sơn thủy tiên Lai Châu. Đẹp. Mua của em thì mọi người cứ yên tâm, mọi người cứ chỉ thích là loại nào chốt thôi. Còn giá thành cụ thể các thứ như nào không phải lo. Sơn thủy tiên Lai Châu trồng vào chậu lục giác cực kỳ đẹp, mầm tơ và dễ bắt đầu đang phun ầm ầm nhé cả nhà nhá. Sơn thủy tiên Lai Châu hình số 25 280.000, hình số 25 280.000 sơn thủy tiên Lai Châu. Ai đấy? Mùa này chơi lan, mùa này vào lan, mùa này ghép lan, mùa này để bắt đầu thuần lan cả nhà nhá. Hình số sơn thủy tiên Lai Châu hình số 26 280.000, hình số 26 280.000 sơn thủy tiên Lai Châu. Đẹp. Phượng Vĩ, cái này dắt bờ rào cho em nhá. Nhiều nhà ấy, nhiều video người ta còn có những cây Phượng Vĩ mới mét ấy, nhìn nó đỏ rực một bầu trời, nó là Phượng Vĩ cả nhà nhá, vút nắng vút mưa thoải mái nhá. Phượng Vĩ hình số 21 200.000, hình số 21 200.000 Phượng Vĩ nhé cả nhà nhá. Hoa đỏ chết nhá. Tiếp tục Phượng Vĩ nhé cả nhà nhá. Phượng Vĩ hình số 20 200.000, hình số 20 200.000 Phượng Vĩ nhé cả nhà nhá. Hay lắm. Nói chung trời cái loại này cũng về dắt cho em thành vừa giảm.
giá cho em mời nào hai chuyển rồi. Phượng vĩ hình số 21 200.000, hình số 21 200.000 phượng vĩ nhé cả nhà nhá. Thảo phượng vĩ nhá. Nhìn giò to vật vã, giỏi thì thôi, ngày mai cái dao hoa rực lắm cả nhà nhá. Phượng vĩ hình số 20, thằng này đánh suy 22, hình số 22 200.000, hình số 22 200.000. Phượng vĩ nhá cả nhà nhá. Đẹp, mua được duyệt. Giáng hương tam bảo sắc Lai Châu hình số 36 200.000, hình số 36 200.000, hình số 36 200.000. Những cái giò như này thì về thôi. Cứ thế mà chơi quanh năm ngày tháng rồi cả nhà nhá. Rất là đẹp. Hai đuôi công. Tuyệt vời chưa cả nhà ơi, hôm nay lấy được mấy cái giò của các bác treo ở ban công ấy. Đấy, giò của người chơi hài, chơi hay lắm, hai đuôi công cực kỳ là đẹp nha, người ta vẫn bán theo tem ấy. Mọi người nhìn này, đấy, rất đầy đặn, rất đẹp nha. Hai đuôi công có thể về treo đó cả nhà nhé. Hình số 29 220.000, hình số 29 220.000, hai đuôi công. Nhớ cô chú mọi người dừng lại một giây like cho em nhé cả nhà nhá. Hai đuôi công, hình số 30 200.000, hình số 30 200.000, hai đuôi công nhé cả nhà nhá. Em thấy chơi hài hay lắm, nói chung chỉ cần một không gian nó nhỏ và cái hai là nó hoa nó nở bền lâu. Hai đuôi công hình số 28 200.000, hình số 28 200.000, hai đuôi công nhé cả nhà nhá. Phi điệp vàng Lai Châu đang nứt đu nhé cả nhà nhá. Phi điệp vàng Lai Châu hình số 17 180.000, hình số 17 180.000, phi điệp vàng Lai Châu đang nứt đu nhé cả nhà nhá. Phi điệp vàng Lai Châu hình số 36 150.000 chồng ở tổ quạ, thôi cứ về cứ thế treo thôi. Nó ăn trong giá thể rồi thì không phải vân bón, không phải chăm sóc cầu kỳ đâu cả nhà nhá. Và đang nước nụ nhé cả nhà nhá. Phi điệp vàng Lai Châu hình số 36 150.000, hình số 36 150.000. Nhớ là cô chú mọi người mua những cái đơn ít tiền mọi người ghép cho em. Mới một đơn hàng mọi người cố gắng ghép mua cái đơn hàng nó rơi tầm 250 300.000 nhé cả nhà. Đừng mua những cái giò 100.000 nữa thật. Bây giờ mua shop nói chung là nguyên vật liệu đóng hàng cho mọi người cực kỳ là đắt nhé cả nhà nhá. Phi điệp vàng Lai Châu hình số 18 220.000, hình số 18 220.000, phi điệp vàng Lai Châu đẹp tuyệt trần nhé cả nhà nhé. Không mua những cái giò này, không biết như bao giờ mới có những cái giò như này nữa được cả nhà. Phi điệp vàng Lai Châu hình số 16 130.000, hình số 16 130.000, phi điệp vàng Lai Châu nhé cả nhà nhé. Phi điệp vàng Lai Châu. Tiếp tục phi điệp vàng Lai Châu. Đẹp không? Nhìn sướng mắt không cả nhà. Phi điệp vàng Lai Châu hình số 19 270.000, hình số 19 270.000, phi điệp vàng Lai Châu rất là đẹp chứ không phải nói là đẹp nhé cả nhà nhé. Tuyệt vời tuyệt trần. Hoàng thảo Nghệ Tâm có duy nhất một giò nhỏ nhỏ xinh xinh thôi cả nhà nhá. Hoàng thảo Nghệ Tâm, cái giò này nó thật ra là Nghệ Tâm này nó ít mà hoa nó thơm, hoa bằng đầu ngón tay cái này cả nhà. Hình số 32, hình số 32 100.000, hình số 32 100.000 hoàng thảo Nghệ Tâm nhé cả nhà nhá. Sược. Hình số 32 100.000. Cái loại này ấy, em nói thật với mọi người bây giờ trên thị trường nó còn ít lắm, trên rừng nó còn quá ít, nếu mà nó chuẩn của hàng của Xìn Hồ Lai Châu mà nó chuẩn thực sự là nó ít và bây giờ nhiều khi có tiền cũng không mua được. Nó là Long Tu Đá Xìn Hồ Lai Châu nhé cả nhà nhá. Đây. Mọi người nhìn này. Nguyên vào giống cái giò này cũng bao nhiêu tiền rồi, không phải nói nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Bây giờ vừa 20 cái mầm từ năm sau. Kinh điển luôn. Đây, chằm rễ thì nó thuộc dòng rễ kim, nó rất là nhỏ nha. Long Tu Đá Xìn Hồ Lai Châu. Hình số 39 300.000, hình số 39 300.000. Cái loại này thì tương đối là hiếm và ít người có, nó đắt, mua vào nó đắt rồi cả nhà nhá. Hình số 39 300.000 nên mọi người cứ cân đối, đến với em không có câu chuyện là bán đắt bán rẻ cho mọi người đâu nhé cả nhà nhá. Sơn thủy Long Tu Đá Xìn Hồ Lai Châu hình số 13 300.000, hình số 13 300.000 nhé cả nhà nhá. Mặt bồng nó đâu được thôi. Không phải nói nó đẹp và nó thơm cực kỳ luôn cả nhà nhá. Hình số 13 300.000, hình số 13 300.000 Long Tu Đá Xìn Hồ Lai Châu. Long Tu Đá hình số 12 300.000, hình số 12 300.000 Long Tu Đá nhá cả nhà nhá. Đẹp, nói chung mua thôi. Mua thôi, lấy giống thôi, mỗi bác chỉ cần một giò nhỏ thôi, lấy giống thôi để nuôi giống nhá cả nhà, gây giống. Đây, mầm lên.
Long tu đá thì số 11 300.000, số 11 300.000 long tu đá nhé cả nhà nhé, long tu đá sinh hồ Lai Châu. Giáng hương tam bảo sắc Lai Châu, mọi người xem ấy thì mọi người nhớ chụp ảnh, chốt đơn nào cái chụp ảnh lại về kiểm tra hàng cho em nhá. Kiểm tra hàng cho em đúng hình, đúng hàng thì mọi người nhận giúp em. Hàng đẹp, ok. Hình số 43 là giáng hương tam bảo sắc Lai Châu, hình số 43 205.000, hình số 43 205.000 giáng hương tam bảo sắc Lai Châu nhé cả nhà nhá. Đùi gà tròn Lai Châu. Trời ơi thằng này đấy, mùa mầm lên mà, mùa mầm tơ lên thì nhớ phun chống thối cho em, phun Ridomin cho em nhé cả nhà nhá. Đùi gà tròn Lai Châu hình số 15 200.000, hình số 15 200.000 đùi gà tròn Lai Châu nhé cả nhà nhá. 200.000. Nói chung mua cái thời điểm này rẻ em cũng phải khẳng định. Đây, một cái giò đùi gà như này. Một cái giò đùi gà này mầm tơ thì không biết bao nhiêu mầm tơ, em không đếm mầm tơ nhé. Sơ sơ ít nhất nó phải vào 3-40 mầm tơ, 3-40 mầm tơ cả nhà nhé. Đấy, ví dụ như cái thời điểm đỉnh điểm mà nó đang hoa hoặc nó đang cao điểm này, thì giò này không dưới 500 em khẳng định luôn như cả nhà nhé. Đùi gà tròn Lai Châu hình số 14 350.000, hình số 14 350.000 đùi gà tròn, chưa biết mặt bông đâu cả nhà nhé. Chơi đùi gà này xuống lắm, mọi người chơi đùi gà nó quá đa dạng mặt bông, nó gần như là phi điệp tím ngày xưa ấy. Nó nhiều mặt bông mà nó chơi nó đa dạng lắm. Hình số 35 Hoàng Thảo môi tua. Đẹp chưa? Biết bao nhiêu không cả nhà? Giò này bao nhiêu? Hình số 35 130.000, hình số 35 130.000. Đang có nụ nhé cả nhà nhá, về được ngắm hoa luôn cho em nhá, về ngắm hoa luôn nhá. Đang rất nhiều nụ ấy. Đây, trong kẽ này còn rất nhiều nhá, trong này còn rất nhiều nụ nhé cả nhà nhá. Dân thuần. Hoàng Thảo môi tua dân thuần hình số 3, hình số 33. 100.000, số 33 100.000 Hoàng Thảo môi tua dân thuần nhé cả nhà nhé, của dân thuần này. Đấy. Trồng rất là vạ vật, về hút vạ vật đúng kiểu của người dân cho em. 100.000, chữa này 100.000. Hoàng Thảo môi tua hình số 34 130.000, hình số 34 130.000 đều có nụ nhé. Toàn bộ Hoàng Thảo môi tua mùa này là đang nụ. Tâm ra là nó đang là mùa nụ của nó cả nhà nhé. Giò nào cũng có nụ nhé. Hoàng Thảo môi tua hình số 34 130.000, hình số 34 130.000 Hoàng Thảo môi tua. Ơ không số à? Chưa. U lồi. Hôm nay có hai giò u lồi của dân thuần cho mọi người nhé. Hoàng Thảo u lồi, Hoàng Thảo ngũ tinh ấy. Dân thuần thì nó tuyệt vời rồi. Mua được u lồi của dân thuần mới là sướng cả nhà nhé. Đây, đây thân già năm ngoái. Một trong những loại lan gọi là nằm top đẹp nhất của lan rừng và nổi tiếng của Lai Châu, nó là Hoàng Thảo u lồi, Hoàng Thảo ngũ tinh nhé. Hình số không số 250.000, hình không số 250.000 nhé. Hoàng Thảo u lồi, Hoàng Thảo ngũ tinh nhá cả nhà nhá. 250.000, hình không số. Hoàng Thảo tam bảo sắc Lai Châu đang mùa nụ, đang mùa nụ cả nhà nhé. Cây này có nụ không? Giờ này có nụ không? Giờ này chưa thấy có nụ. Chưa có nụ, giờ này chưa có nụ. Ghép đơn nhé cả nhà nhá. Hoàng Thảo tam bảo sắc Lai Châu hình số 9 100.000, hình số 9 100.000 Hoàng Thảo tam bảo sắc Lai Châu nhá. Cây này sao chưa nứt nụ? 100.000 Hoàng Thảo tam bảo sắc Lai Châu. 100.000. Tiếp tục Hoàng Thảo tam bảo sắc Lai Châu hình số 8. Hình số 8. 100.000, hình số 8 100.000 nha cả nhà nhá. Dần thuần nha cả nhà nhá. Cái này thì xem là có nụ không? Cái này không nụ. Hoàng Thảo tam bảo sắc 100.000. Mỗi bác mua lên một giò về làm. Con này thì có nụ này, con này có nụ nhiều này. Đấy, này có nụ nhiều nhá. Hoàng Thảo tam bảo sắc Lai Châu hình số 10 100.000, hình số 10 100.000 Hoàng Thảo tam bảo sắc Lai Châu 100.000 nhé cả nhà nhá. Có nhiều nụ nhá. Giò này thì lại có nhiều nụ như cả nhà nhá. Mỗi bác chỉ cần làm một giò thôi. Loại này nó cần phải có trong cái gia vị của lan rừng. Hình số 7 Hoàng Thảo tam bảo sắc Lai Châu 100.000, hình số 7 100.000 Hoàng Thảo tam bảo sắc Lai Châu. Đấy, những cái đơn nhỏ nhỏ như này mọi người ghép đơn cho em nhá. Nhớ ghép đơn cho em với. Không đừng mua một giò 100.000 nữa thật chả bỏ công đâu. Đưa cả cái kia nữa. Hai giò này cho máu, hai giò này cho máu, hai giò này cho máu. Hương vani, hương vani dân thuần, phi điệp vàng dân thuần đang nứt nụ, hai giò này. Hình số
37 hình số 37 100.000, hình số 37 100.000 cả nhà nha, hai giò 100.000 nha cả nhà nha. Tuyệt vời không? Được chưa? À, cái ông này thì ông ấy gọi là Lee Smith nụ. Quá nhiều nụ như cả nhà nha, giò này kinh điển luôn. Nhiều nụ lắm, tất cả đều nụ như này cả nhà nha. Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc Lai Châu dân tuần hình số 6 108.000, hình số 6 108.000 Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc Lai Châu. Tất cả đều nụ nhé cả nhà nhé, tất cả đều nụ nhé Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc Lai Châu. Hình số 6 108.000. Còn một giò ưu lồi nữa đây này. Còn một giò ưu lồi nữa đây này. Cây nhìn sướng chưa? Cây nhìn đã mắt chưa? Hoàng Thảo ưu lồi, Hoàng Thảo ngũ tinh. Hình số 44 205.000, hình số 44 205.000 Hoàng Thảo ưu lồi, Hoàng Thảo ngũ tinh nhá. Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc Lai Châu cũng limit nụ nhé cả nhà nhá, đang limit nụ. Và em phải nói luôn cái giò này là của người dân người ta mới ghép lên mọi người. Em thấy nhiều nụ để em chia sẻ cho mọi người nhá, cái loại này thì dễ thuần về, cứ ủ rêu bên trong cho em là ok nhá. Hình số 38 120.000, hình số 38 120.000 Hoàng Thảo ưu lồi, Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc, tự dưng cái giới thiệu nhiều đâm ra quên tên. Cô chú ơi, mọi người ơi, gia đình mình ơi, gia đình mình yêu Lan ơi, cái rượu xoa bóp này nó rất rẻ, nó từ cái cây củ mật gấu ở trên rừng người ta chế biến, người ta ngâm rượu xong bắt đầu là chế vào theo cái công thức của người ta, của người Dao Đỏ ấy, nó bôi này. Khi mình đá bóng, đá bánh hay là mà ông bà bố mẹ mà đau nhức mỏi xương khớp ấy, xoa cái này rất là có tác dụng nhé cả nhà nhé. Em dùng bao nhiêu năm nay rồi, 100.000 một chai cả nhà nhá. Chè đội 2 thì vẫn là 160.000 một cân. Nhưng mà phải nói là uống tuyệt vời hơn những cái chè 300-400.000 ở dưới xuôi đây nhiều. Em phải khẳng định như thế nhé cả nhà nhé, khẳng định luôn. Còn mật ong rừng, rừng chuẩn của Lai Châu và lấy uy tín của em là vẫn là 400.000 một lít nhé cả nhà nhé. Cái này thì nó thật là mỗi gia đình nên có một chai, một cái để trong nhà dùng cho mọi lứa tuổi. Rất tốt cho dạ dày, sức khỏe và ngâm. Với các loại khác thì thôi tuyệt vời nhé cả nhà nhé. Gọi là thần dược hay gọi là một cái loại kháng sinh liều cao. Đó là hoa đu đủ đực ngâm với mật ong rừng. Chuẩn đét mỗi gia đình buổi sáng. Ông bà bố mẹ muốn tăng tuổi thọ ấy, sống lâu thì mọi người buổi sáng uống cái hai thìa cả nhà nhá. 600.000 một cái hũ như thế này. Còn táo mèo khô này thì về mọi người ngâm được cho em là tầm 5 lít rượu nhé cả nhà nhé. 5 lít rượu, nếu 2 túi là thì mọi người ngâm đến tầm 7, 8 hay là 10 lít rượu. Uống này là uống gọi là uống để gọi là thiết khách, thiết bạn, thiết bè, nó rất lành tính nha. Và cái này là 100.000 một cái túi như này, 100.000 một túi như này, táo mèo khô nhé cả nhà nhé. Tiếp tục Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc Lai Châu, nó limit ngụ này. Hoa thì nó đẹp tuyệt vời, nó nằm trong top đầu của lan rừng đẹp, hoa lan rừng nhá. Đồ, thiếu đồ. Không kẹp được cái chỗ. Uống dây ấy. Uống dây đâu? Kia kìa. Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc không số đi, tí em ghi cái giò này không số 250.000, hình số 250.000 như cả nhà nha. Không mua giò này thì chắc chắn là không có giò nào to và đẹp và rẻ hơn những cái giò như này đâu. Nhiều nụ lắm nhé cả nhà nha. Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc Lai Châu 250.000, hình không số. Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc Lai Châu, cái giò này không có cái giò nào rẻ như cái giò mấy ngày hôm nay nhé cả nhà nha. Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc Lai Châu hình số 45 105.000, hình số 45 105.000 Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc Lai Châu nhá. Cái này gọi là người đẹp không tên, tại vì em chưa biết cái loại này. Bảo nó hoa thơm mà đẹp lắm, nhưng mà em nhìn thân thì cũng quen đấy, nhưng mà chưa nhớ kịp nhớ ra thì cứ gọi là người đẹp không tên đi. Hình số 2 người đẹp không tên, cái loại này là rất là ít có ấy, không phải là loại bình thường đâu. Đấy, cứ bảo chơi lan mười mấy năm nhưng không biết hết được các loại lan đâu ở nhà. Nhiều khi vợ em để ý có khi còn biết nhiều hơn đấy cả nhà. Hình số 2 150.000 Hoàng Thảo sừng dài nhé cả nhà nhé. Hoàng Thảo sừng dài nhé cả nhà nhé. Sừng dài ấy, không phải sừng ngắn đâu. Như một đóa rơm nhé cả nhà nhé. Tất cả đều là nụ nhé.
tất cả đều là nụ, nhưng mà nhìn nó như cái khúc gì rơm đâu, rơm dạ mình dưới xuôi ấy. Nên mọi người lưu ý mua cái hoàng thảo tam bảo sắc này về là mọi người lưu ý cho em nhá, tất cả nó đều là như đống rơm với cả nhà nhá. Về mở hộp ra nhìn chán ngắt, tại bảo ông Cường bán thế này bán kia, nhưng mà mọi người nên hiểu đặc tính thằng này, thân nó nhỏ nhưng mà hoa nó cực kỳ đẹp nhá cả nhà nhá. Hình số 49 200.000, hình số 49 200.000 rồi. Hoàng thảo tam bảo sắc Lai Châu, hình số 49 200.000. Tiếp tục hình số 7 47 105.000, hình số 47 105.000 hoàng thảo tam bảo sắc Lai Châu. 105.000 hoàng thảo tam bảo sắc Lai Châu nhá. Đẹp, của dân thuần. Rẻ mà hôm nay tất cả các loại hôm nay em phải khẳng định mọi người hôm nay là rẻ hơn rất nhiều ấy, chứ không phải rẻ hơn ít đâu. Phi điệp vàng Lai Châu hình số 46 105.000, hình số 46 105.000 phi điệp vàng Lai Châu. Không phải nói đâu, biết đâu làm sao mà có cái giá được như thế này, làm sao mà ai bán cho mọi người cái giá được như thế này như em. 150.000. Mua rẻ bán rẻ. Cứ yên tâm. Chọn đúng thời điểm thì mọi người sẽ mua được rẻ. Hình số 3 105.000 hương vani. Hương vani của dân thuần. Nhưng mà đặc biệt là bắt đầu ông ấy bắt đầu hé hé nụ nha, bắt đầu nở nha, nụ này. Nụ này. Đang có nụ nha, hương vani mọi người đấy. Cái thời gian mọi người chơi lan mọi người cũng phải tích lũy kinh nghiệm này. Ví dụ ông hương vani tháng mấy nó ra hoa này, ông hoàng thảo tam bảo sắc thì tháng mấy này, và tất cả các dòng khác thì mọi người chơi mới năm mọi người đều biết, sau nay mai là gọi là kinh nghiệm để mọi người biết nhé. Kiều dệt này thì em phải nói là hiếm. Đây, đang nở hoa nhưng mà công nhận là hoa nó hiếm nhưng mà hoa nó đẹp thật. Nó lạ thật, nó chú chú nhìn kiều dệt nhé. Có đây một thân này, được hai bông này, một thân này được một bông này. Đây, thân tơ này, thân có lá này và đang bắt đầu nhú mầm tơ này. Đấy, nhú mầm tơ, ba mầm tơ dưới như cả nhà nhá. Kiều dệt Lai Châu của dân thuần, trồng vào một khúc lúa nhưng mà đắp phân trâu, rất là tự nhiên, rất là phiêu nhá. Về mọi người đặt vào cái chậu cho em như này này. Đấy, đặt nguyên vào cái chậu, như lấy một cái chậu đặt vào nhá, rất là đẹp, khúc lúa đẹp này. Đấy, nói chung là mua giò này quá tuyệt vời nhá, mà đúng chỉ có một giò thôi. Kiều dệt Lai Châu hình số 1 205.000, hình số 1 205.000 kiều dệt Lai Châu. Đây, đến cái loại đắt đây. Giò cuối cùng mà cũng lại gọi là giò VIP nhất. Nói thật ra mọi người em chả hiểu, nhiều khi đó có chỗ khác trên phây này, tất cả mọi người có bác ấy chỉ cần nhấc cả một cái cây này ra lần trước nhá. Nhờ bây giờ người ta mới đang bán nhá. Nhấc một cái cây này ra người ta đã bán hàng triệu rồi. Đáng hàng triệu rồi mà nó chưa thuần, người ta vừa bóc về. Tại vì sao cái thằng này, cây này đặc biệt này. Cây này lá cực kỳ là thân thủ to này. Lá rít này, cáo Lai Châu này, bản lá tròn này, bản lá dày, bản lá ngắn này. Đấy, đấy là giá trị của cái cây này nhé cả nhà. Nhưng chả hiểu, hôm qua em có quay cái giò này rồi, em phải khẳng định hôm qua có quay. Nhưng mà không hiểu tại sao là cái giò này, em nghĩ là cái giò này là đáng nhẽ phải bay nhanh nhất, mà cuối cùng tự dưng nó lại trở thành là bay chậm nhất này. Đấy. Riêng cái cây này mọi người cứ đi đâu hỏi đi, lá tròn vo nó ngắn, nó rơi vào tầm 10, hơn 10 phân thôi. Có cái lá 15 phân thôi, bản lá to, bản lá dày, cực kỳ dày, đẹp, tuyệt trần nhé cả nhà. Chỉ cần chơi một giò thôi, của dân thuần. Cáo Lai Châu có 3 vòi nụ nhé, có 3 vòi nụ nhé. Hình số 3 vòi nụ, hình số 42 1 triệu. Hình số 42 1 triệu, em mua giò này thì không, cực kỳ là tiếc. Thôi em cảm ơn cả nhà, cảm ơn tất cả mọi người nhá. Mọi người nhớ xem thì mọi người nhớ like cho em với nhá, động viên em câu. Rồi, chúc toàn thể gia đình xem video thật là vui vẻ và chọn cho mình những giò lan thật là ưng ý nhá. Em xin chào cả nhà.